quý vị chúng ta cùng đồng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin biết gì nói ra. Vì tương lai quốc dân cùng sống và có tình, làm sao cho núi sông từ đây luôn vững bền, cho thầy khơi trên đường ra. Sĩ đã hy sinh xương máu cho tự do dân tộc. Tri ân 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã ngã xuống trên quê hương Việt Nam. Tưởng niệm linh hồn đồng bào chiến nạn, những thuyền nhân vùi thây trong lòng biển cả, trong các trại tị nạn, trong các trại tù cải tạo, nạn nhân lũ lụt chết tức tuổi trong các đợt xả lũ và nạn nhân của Formosa hiện nay. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng ta tìm chỗ chú mưa là các bác có thể lên sân khấu đứng luôn, có thể lên đây chú mưa luôn. Thế tự nhiên lên sân khấu chú mưa nếu mà ai không có dù. Cứ tự nhiên lên sân khấu chú mưa. Không cần lâu đâu. Không sao hết. Đúng vậy, cùng nhau lên sân khấu chú mưa. Mưa cũng sẽ không ngăn cản được chúng ta. Chúng tôi kính mời ông chủ tịch Đông Đinh Hồng Cường lên sân khấu. Chúng ta vẫn tiếp tục, mưa hay không mưa gì chúng ta cũng phải hát cho nhân quyền thôi. Chúng ta hãy tự vỗ tay cho chúng ta. Ok, tất cả mọi người nào cần chú mưa lên sân khấu với chú Hồ luôn. Không sao hết, chúng ta cùng hát. Xin mời ông chủ tịch cộng đồng. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi tin tưởng là ông trời sẽ không có mưa lớn. Đây chỉ là một cơn mưa rào. Thành cho quý vị ở lại chơi với tất cả anh em chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có bổn phận lên đây để tường trình với quý vị ngày nhân quyền cho Việt Nam ngày tháng 5 ngày 11. Thưa quý vị, liên tiếp trong ngày 10, 11 và 12,
chúng ta đã thực thi rất nhiều công việc để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 10 tháng 5, phái đoàn của chúng ta đã đến Bộ Ngoại giao và đã được phụ tá của Bộ Ngoại giao tiếp đón. Và chúng ta đã chuyển đạt tất cả những người tù gần đây nhất đã bị Cộng sản bỏ tù. Và những người này là những người đã đấu tranh cho tự do và dân chủ. Và họ rất được bỏ tù rất là oan ức, là bởi vì cái bản án đã lên tới gần 100 năm cho 10 người tù. Và thưa quý vị, ngày 11 tháng 5 là cái ngày đại hội ở tại Thượng Nghị viện Hoa Kỳ. Và chúng ta có rất nhiều quốc gia cùng với lại Việt Nam để mà tham gia cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Sở dĩ như vậy là bởi vì duy nhất chỉ có Việt Nam chúng ta có cái đạo luật nhân quyền do Tổng thống Clinton ký năm 1994. Và những quốc gia khác tương tự như chúng ta đều không có cái đạo luật đó. Do đó họ phải nhờ chúng ta để cùng tranh đấu nhân quyền. Và thưa quý vị, ngày hôm 11 tháng 5 là một ngày vô cùng thành công ở tại Thượng viện Hoa Kỳ. Và buổi chiều ngày hôm qua, chúng ta có một buổi tiếp tân gần 400 người tại nhà Phong Tuyên. Và chúng ta đã nghe tường trình về cái buổi nhân quyền cho Việt Nam ngày 10 và ngày 11. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay 12 tháng 5, cô bác đồng bào đã đi lên trên tòa đại sứ Cộng sản. Chúng ta biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản trả tự do tức khắc cho những người tù vô tội và phải có tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Thưa quý vị, cái may mắn là lúc chúng ta tới đó để biểu tình, hàng chục ngàn người đồng bào họ có những cái sinh hoạt của địa phương ở tại đó. Và họ đã xem chúng ta biểu tình và họ đã chụp hình rất nhiều trong những cái biểu ngữ mà chúng ta đòi hỏi tự do cho Việt Nam. Đó là thưa quý vị, trong cái bản tường trình vào chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được để tường trình cùng với quý vị là Cộng đồng Việt Nam, Tập họp về nền dân chủ và SPTN có mặt ngày hôm nay để trình diễn quý vị đạt đại nhạc hội đấu tranh Việt Nam tới đâu. Trước khi chúng tôi bắt đầu, xin quý vị một tràng pháo tay cho ban tổ chức. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin cảm ơn các nghệ sĩ. Chúng ta có 3 nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Nam Lộc. Chúng ta có MC Việt Diệu Quyên, ca sĩ Thiên Kim, ca sĩ Mai Thanh Sơn và có thêm chị Nguyệt Ánh cùng đến đây với chúng ta trong cái buổi trình diễn chiều hôm nay. Chúng tôi nhân dịp này cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị em đài SPTN từ các nơi đã đổ về đây cùng với đài SPTN mẹ ở tại California để chúng ta sinh hoạt vào cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi biết rằng quý vị rất là nóng lòng để nghe Trúc Hồ, nghe Việt Khang ca hát. Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời giờ của quý vị, nhưng mà cái thủ tục chúng tôi chỉ xin phép quý vị một vài phút. Chúng tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Quốc Quân lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, tiếp theo đây là chúng tôi phải có một cái buổi cảm ơn những cái người mà đã giúp cho chúng ta có được cái buổi đại nhạc hội hôm nay. Ok, xin mời đại diện của Mama La Kitchen, chị Bích Phượng lên sân khấu. Thưa quý vị, Mama La Kitchen là một tổ chức đã yểm trợ cho Cộng đồng Việt Nam, Tập họp về nền dân chủ và SPTN một số tiền để chúng ta có cái cuộc sinh hoạt ngày hôm nay. Và đại diện cho ban tổ chức, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân sẽ trao cho đại diện của Mama La Kitchen là cô Bích Phượng cái tấm plaque cảm ơn. Xin nhờ cô Bích Phượng trao lại tấm plaque và cái đại diện cảm ơn của chúng tôi, tri ân của chúng tôi. Lấy mấy bộ mà em không đem cái pin đồ ấy. Sao vậy? Anh xin cho những người này. Kính thưa bác sĩ Quân và tất cả mọi người, Mama La Kitchen còn được biết là nhà hàng Kim Sơn ở Houston, Texas. Anh chỉ là có cái này siêu mà SPTN trong công trào đấu tranh cho quyền và Việt Nam. Thưa quý vị, kế tiếp là chúng tôi xin mời giáo sư Kim Oanh. Thưa quý vị, cô Kim Oanh là một người đã đấu tranh, đã giúp đỡ cho cộng đồng, cho Việt Nam trong suốt bao nhiêu năm. Và trong liên tiếp 24 năm nhân quyền, cô đã không có bỏ sót năm nào không làm việc. Nhân cái dịp này, ban tổ chức chúng tôi xin có cái lời cảm ơn tới giáo sư Kim Oanh là cái người đã đóng góp tích cực cho cộng đồng Việt Nam nhiều năm qua.
À, xin mời cô Kim Oanh này. Dạ, thưa cô, tôi xin chỉnh lên cô cái bảng cảm ơn của Cộng đồng Việt Nam đối với lại cô Kim Oanh. Một người đã đấu tranh và hoạt động từ đây, từ năm 1975, cuối năm 1975, cô đã có mặt ở đây rồi. À, xin cảm ơn cô. À, chưa hết, tôi xin cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng, tôi xin cảm ơn quý vị cái này được cử với tôi. Đúng ra là tôi cũng gọi là chúng ta, nhưng mà tôi rất là cảm động vì cái này là mỗi giờ bổn phận của chúng ta hết. Xin cảm ơn cũng như là ba một người nữa, thưa quý vị, là chúng tôi chấm dứt. À, chú xin mời ông Nguyễn Văn Đặng ạ. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đặng. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Đặng là một khuôn mặt quen thuộc, và ông Đặng là cái người đã giúp đỡ cho cộng đồng. Ông đã làm tất cả mọi thứ, đặc biệt là sáng ngày hôm nay 6 giờ sáng ông đã dành cái chỗ này để chúng ta có cái buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đặng, và chúng tôi xin tặng ông một cái tấm lắc để kỷ niệm. Được rồi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Vũ Văn Cộng đồng đã có những ý cho tôi cái tấm lắc. Nhưng mà thật ra thì cái công tác của cộng đồng thì tất cả mọi người, tất cả anh chị em thì đóng góp. Thật ra chúng tôi chỉ là một người trong số những người đó. Nhưng mà mặt trận tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã ủng hộ cộng đồng trong nhiều năm qua. Xin chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an bình. Xin chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn một người chốt là ông Alan Frank, là cái người đã giúp cho cái cộng đồng chúng ta có cái địa điểm sinh hoạt. Chúng tôi xin đọc đây, mặc dù ông ta đã không có mặt. Community present the property in grateful of your Vietnamese American community of DC, Maryland, Virginia, May 12, 18. Cường Hùng Đinh, President of Vietnamese American Company of DC, Maryland, Virginia. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, và nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là xong. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Nam Lộc và chị Diệu Quyên sẽ là MC cho buổi trình diễn tối hôm nay. Xin mời Nam Lộc. Dạ, chúng tôi xin mời chị Diệu Quyên và nhạc sĩ Nam Lộc. Xin cảm ơn. Và chị Quyên rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay cùng với quý vị. Chúng ta cùng mở lên tiếng nói trong ngày nhân quyền kỳ thứ 24. Anh Nam Lộc đã tới đây rồi, nhưng mà chắc là anh cũng đang vẫn ở phía bên trong. Thì chúng ta cùng với anh Nam Lộc và ngày hôm nay cùng với nhạc sĩ nhà Việt Khang, rồi chúng tôi thấy có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thi Kim nữa, thưa quý vị, cũng lên đây cùng với chúng ta hát những bản nhạc đấu tranh cho ngày nhân quyền. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ vâng. Mưa càng lớn chúng ta hát càng lớn hơn trong mưa, phải không ạ? Trong cơn mưa chúng ta hát lớn hơn, quý vị đồng ý không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ thì chủ viên sẽ được mời nhạc sĩ Việt Khang, các anh chị em ca sĩ lên đây, chúng ta cùng nhau đồng hát những nhạc phẩm đấu tranh cho ngày nhân quyền. Và chúng tôi biết là mưa càng lúc càng nặng hàng hơn, nhưng mà quý vị có thể lánh mưa và quý vị cũng có thể nghe chúng tôi hát những bài nhạc đấu tranh trong ngày hôm nay. Xin thật thật cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì những nhạc phẩm đầu tiên của chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Trúc Hồ gửi đến quý vị những nhạc phẩm trong ngày hôm nay. Mời nhạc sĩ Kiệt Thanh lên sân khấu. Ok. Trong cuộc đi chơi nhạc của Trúc Hồ cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà đây là có lẽ là lần đáng nhớ nhất. Cơn mưa rất nặng, nhưng mà tấm lòng của quý vị là tuyệt vời.
Mike and Sam be can. Come on up. Where are you? Wow, thank you. Trời tạnh tự nhiên em tới mưa. Ok. Hôm nay là chương trình chúng ta cùng nhau hát. Không có gì đẹp bằng khi mà tất cả chúng ta cùng một tấm lòng dưới cơn mưa. Cỡ nào chúng ta cũng hát. Hát vì nhân quyền cho Việt Nam. Bài đầu tiên Trúc Hồ xin kêu gọi quý vị cùng Trúc Hồ hát bài Đáp Lời Sông Núi. Music please. Music playback. Louder, please, louder. Tất cả mọi người cùng hát theo nha. Cùng nhau hát, hát vì nhân quyền, hát vì tự do cho Việt Nam. Quý vị cứ bước gần tới sân khấu, ai lạnh quá lên sân khấu luôn. Và sau đây là bài nhạc đã đưa rất nhiều người yêu nước lại với nhau, tạo ra một phong trào thỉnh nguyện thư trên 150.000 chữ ký. Bài nhạc bắt đầu từ Việt Khang. Anh là ai? Okay. Mời nhạc sĩ Việt Khang ban và Mai Thanh Sơn đồng minh thứ nha ban nhạc.
Việt Khang và Mai Thanh Sơn bước lên sân khấu. Và Thiên Kim. Em đây rồi. Thiên Kim right here. Các em đâu? Em đây nãy giờ. Thưa quý vị, chúng ta bước gần lại với nhau, cùng nhau hát bài Anh Là Ai, Mi Thứ Ban Nhạc. Và chúng ta có một người mà Trúc Hồ rất kính nể và yêu quý, đó là nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Anh. We love you, Nguyệt Anh. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc đầu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đăng tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc ở ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu. Một ngàn năm hay chìm miền Tam tối, tôi không thể ngồi yên để đời sao chẳng công tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sao chẳng công tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế của chúng ta. Hả? Yeah. We did it. Chúng ta đã ca trong cơn mưa. Chúng ta đã ca trong bão táp. Và bây giờ chúng ta trở lại chỗ cũ để cho những người lớn có thể thấy chương trình. Từ từ chúng ta từ từ trở lại. Trở lại chỗ ngồi để cho những người lớn có thể cùng nhau. Và yeah. Không, mình phải
mình xuống chúc cho các cô các bác ở đằng sau có thể cùng nhau hát chung. Ngày hôm nay là ngày đồng ca. Từ từ chúng ta trở về từ từ. Ok rồi, bây giờ chúng ta có thể từ từ vào chỗ ngồi lại. Trời đã bắt đầu đẹp rồi. Dạ, chúng ta trở lại ban tổ chức. Ban tổ chức yêu cầu chú Hồ mời quý vị trở lại chỗ ngồi, giữ lại trật tự. Khi nào mà mưa nữa thì cứ việc trở lại như cũ. Còn bây giờ chúng ta trở lại. À, một lát nữa chúng ta chụp hình sao? Một lát nữa chúng ta chụp hình sao? Bây giờ chúng ta cùng nhau hát. Ok, bây giờ chúng ta từ từ ngồi xuống. Đúng rồi, chúng ta từ từ ngồi xuống. Hồi nãy là trời mưa quá, chúng ta tới gần nhau cho ấm. Bây giờ chúng ta ngồi xuống thôi. Bây giờ chúng quý vị đã ready chưa? Chúng ta ready chưa? Lớn hơn nữa. Yeah. Kính thưa quý vị, và bây giờ là bài nhạc Việt Nam tôi đâu, Sơn Thứ. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đâu, từng cơn gió đã nhìn đời người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà rách tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngầm ngùi vì tay súng. Hãy
mừng. Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam, đã đảo Đảng Cộng sản, đã đảo hèn với giặc, ác với dân, quá hèn, hèn với giặc, hèn với giặc, hèn với giặc, đã đảo Đảng Cộng sản, bán nước hại dân. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta trong đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau hát bài Thề Không Phản Bội Quê Hương. Ai đã từng sống thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa chắc chúng ta nhớ bài này. Một cánh tay vươn lên, hàng vàng cánh tay vươn lên. Kính thưa quý vị, và một người mà đã làm cho Trúc Hồn mê bài này đó là nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Thời đó chị Nguyệt Ánh, Việt Dũng đã thâu bài Thề Không Phản Bội Quê Hương. Một cánh tay đưa lên, một lát khi mà chúng ta cùng hát, chúng ta cùng đưa tay ra nha quý vị. Ok, chúng ta cùng nhau hát chung. Ok rồi, hát chung với bạn nha. Ok, quay quý trường là thứ nha. Ok, chúng ta cùng nhau hát cái chị Nguyệt Ánh là thứ. Trước tiên mà anh xin lỗi quý vị, người khán đeo mắt kiến là tại vì anh bị đang bị allergy nặng lắm, mặt mũi sưng hết, cổ họng cũng bị đau, cho nên là ngày hôm nay đáng lẽ ra là người anh muốn nằm ở nhà, nhưng mà vì thương các anh em nghệ sĩ cũng như là tất cả quý vị mà người anh cố gắng ra đây. Thành ra xin mời quý vị cùng với người anh là Trúc Hồ, Diệu Quyên, Anh Nam, Lộc, Việt Khang, Mai Thanh Sơn, vân vân và tất cả mọi người hát hết với tất cả trái tim của quý vị nhé. Nhớ chỗ nào hát chỗ đó mà hát thật là hăng say. Việt ơi, we love you. Ok, music là thứ. Thưa quý vị, đây là chị Nguyệt Ánh của Trúc Hồ. Một tinh thần bất khuất, một tấm gương gương mẫu cho thế hệ của Trúc Hồ. Hy vọng là trong đêm hôm nay có một số giới trẻ nào đó thấy được tinh thần của chị Nguyệt Ánh và thấy được tinh thần của một người tiếp nối tinh thần của chị Nguyệt Ánh, đó là Trúc Hồ. Người trẻ đó sẽ tiếp tục vươn cao ngọn cờ, tranh đấu vì chính nghĩa, vì tự do, vì công bằng. Kính thưa quý vị, Trúc Hồ mong lắm, Trúc Hồ mong lắm giới trẻ
hãy cùng với chú Khổ, đã đến lúc đất nước đang cần các em. Và sau đây anh Nam Lộc muốn chia sẻ vài tâm sự. Kính thưa quý vị, chúng tôi cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ rất hân hạnh được tham dự ngày kỷ niệm 24 năm ngày nhân quyền cho Việt Nam. 24 năm đã trôi qua, những thế hệ đi trước, những thế hệ đã đứng ra để đấu tranh, hy sinh như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, là người, là cái tinh thần Nguyễn Đăng Quế đã đưa đến cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. 24 năm sau, chúng ta có ai? Chúng ta có những người trẻ như nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Việt Khang, như Mai Thanh Sơn, như những người trẻ đang đứng ở đây, như cô Thanh Tâm từ Canada sang. Tất cả mọi người, quý vị nhìn lại bên cạnh chúng ta, ngoài những người trung niên, những người lớn tuổi, còn toàn là giới trẻ đang ngồi đây. Giới trẻ sẽ là những người lãnh đạo và tranh đấu cho đất nước. Chúng ta hãy hoan hô cái tinh thần người trẻ, và chúng ta không quên mang ơn những người đi trước đã vạch đường cho giới trẻ theo sau. Và tinh thần Việt Nam, tinh thần quốc gia sẽ mãi mãi soi sáng cho đất nước chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta không hẳn chỉ là những người Việt ở hải ngoại, mà chúng ta còn có những người Việt và những người trẻ từ trong nước đang đứng ở bên dưới này và đang đứng trên sân khấu. Tiếng nói của người trong nước hơn ai hết, họ đã nói lên cái nỗi lòng của người trong nước. Và ngày hôm nay nhạc sĩ Việt Khang sẽ đại diện những người ở trong nước để cùng chia sẻ với người Việt hải ngoại nói chung và giới trẻ hải ngoại nói riêng. Một lần nữa xin quý vị cùng chúng tôi gửi một tràng pháo tay rất lớn cho tất cả anh chị em nghệ sĩ, và trở lại với nhạc sĩ Trúc Hồ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày Trúc Hồ chắc có lẽ là sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Dưới cơn mưa, biết bao nhiêu người, bao nhiêu tấm lòng cùng màu cờ sắc áo, cùng một suy nghĩ, cùng một trăn trở, cùng một ưu tư, chúng ta đã hát trong cơn mưa. Chắc Trúc Hồ phải về sáng tác bài "Chúng ta đã hát trong cơn mưa". Chúng ta hát vì ai? Chúng ta hát vì quê hương, vì quê mẹ. Quê mẹ chúng ta đang đau lắm, nguy cơ mất nước đang gần lắm. Mẹ Việt Nam đang cần những đứa con như các vị đang ở nơi đây. Đất nước chúng ta bây giờ sau bao nhiêu năm, hơn 40 năm im lặng, tiếng súng không còn nữa, nhưng mà tự do thì quá xa. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nội dẫu, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Đó hoàn toàn chính xác, kính thưa quý vị. Người quân nhân là phải bảo vệ Việt Nam, bảo vệ dân lành Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, bảo vệ lãnh hải Việt Nam, chứ không phải bảo vệ đảng. Đúng không quý vị? Người quân nhân là bảo vệ người dân, bảo vệ nước Việt, bảo vệ dân lành, chứ không bao giờ bảo vệ một thiểu số người lãnh đạo đảng Cộng sản. Xin các anh quân nhân trong nước, nếu có cơ hội nghe cái lời tâm sự của người em này, Trúc Hồ. Trúc Hồ tha thiết kêu gọi các anh quân nhân, chúng ta phải bảo vệ người dân lành, chúng ta phải bảo vệ quê mẹ chúng ta, chúng ta phải bảo vệ Việt Nam. Trả lại cho dân một sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang, anh sáng tác khi anh còn trong tù, và bài nhạc đã được đưa ra cho Trúc Hồ để Trung tâm ASA và SPTN đã quay và đã hát và đã trình bày. Và bây giờ hầu như tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới, từng mọi tầng lớp
ngay cả những trường học trong lớp của Việt Nam, các bé, các em cũng hát bài Trả Lại Đây Cho Nhân Dân Tôi, quyền tự do, quyền con người. Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay bởi vì quyền con người. Chúng ta cần quyền con người ở trong nước Việt Nam của chúng ta. Chúc Hồ tha thiết quý, kêu gọi quý vị hãy cùng Chúc Hồ và Việt Khang và tất cả anh em nghệ sĩ ở đây cùng hát bài Trả Lại Cho Dân, music đi. Mạnh lên quý vị, hơi yếu. Music đi. Playback music computer. Trả lại cho dân. Dân biết điều gì dân
quý vị. Bây giờ chúng tôi muốn thấy hình ảnh của chúng ta đoàn kết. Chúng tôi muốn thấy mọi người chúng ta có một cái phone, chúng ta mở cái phone lên, chúng ta để thì chúng ta sẽ thấy một cái đèn. Chúng ta thử thôi coi. Có ai có phone mở lên không? Đó. Mở lên. Đó, đẹp rồi đó. Đó, chúng ta cùng nhau mở lên. Chúng ta, bài nhạc này chúng ta gửi về cho những người tù trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ chiêu tình đời có những người đi tù vì quê hương. Chúng ta hát cho những người đi tù vì quê hương. Computer playback, A minor, con đường Việt Nam. Đúng rồi quý vị, chúng ta giơ tay lên. Chúng ta cầu nguyện cho những người tù lương tâm. Chúng ta cầu nguyện cho Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Trỗi và nhiều anh em khác. Mẹ nấm. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ treo tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng trót mang kiếp ngục tù đọa đày. Xác thân anh đang gọt gói gầy hao, vẫn ung dung, vẫn nụ cười ngày nào. Anh đi tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đám con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết máu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tan hơi, nên đau thương, nên dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang. Thương, anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ. Vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương. Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoài sân, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ treo nào bằng, còn những người bởi nằm tên non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đoạn đây. Dẫu trong gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn tròn con đường Việt Nam. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Nhưng chớ treo tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng trót mang kiếp ngục tù đọa đày. Xác thân anh đang còn có cõi gầy hao, vẫn ung dung, vẫn nụ cười ngày nào. Anh đi tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đám con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết máu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã dòng lệ tuổi hơn, anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang. Thương anh,
thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quay ngay đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoài xâm, trước hiếm họa diệt vong. Những người có tội nhưng chớ treo nào bằng, có những người bởi nặng tình non sông, bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu trong gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn tròn con đường Việt Nam, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn tròn con đường Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Khang là một người tù, đi tù vì viết những bài nhạc yêu nước. Ngày hôm nay Việt Khang cho anh hỏi, trong cái không khí này em hát, em có nghĩ về những người bạn tù của em? Chắc chắn em thương nhớ, đặc biệt cái bài này là của anh Thức, nhưng mà em nhớ rất là nhiều cái hình ảnh của những anh em ở chung cái khu giam của tụi em, và nhìn thấy báo chí có những hình ảnh của anh Nguyễn Văn Đài và những anh em Phạm Văn Trội, Bình, nói chung là những anh em trong cái hội anh em dân chủ vừa rồi, mẹ nắm chị Trần Thúy Nga, anh Hoàng Đức Bình. Cái bài hát này, sự thật mà nói, cái bài hát dành cho những cái người tù mô tả chưa hết được những nỗi đau của những người tù vì quê hương, những người tù vì yêu nước, những người tù vì tự do dân chủ cho người dân, những người tù đấu tranh cho dân nhân quyền. Những cái bài nhạc của Việt Khang viết chưa đủ mô tả những cái nỗi đau đó. Việt Khang mong rằng tất cả quý vị, quý bà cô bác hiện diện nơi đây, cùng nhau hướng về những anh em, những người tù lương tâm và những người thân yêu của họ ở nhà. Họ đi tù nhưng họ cũng gặp rất là nhiều, người thân ở nhà cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Thì Việt Khang kêu gọi tất cả quý bà cô bác ở đây là người Việt tha hương, cũng nghĩ về những con người đang ở trong tù và yểm trợ cho họ để họ có được cái niềm tin để mà sống cho hết cái đoạn đường trong gai của họ đang đi qua. Nhưng mà chắc chắn với những cái tấm lòng của chúng ta đây ngày hôm nay, chắc chắn với sức mạnh của người Việt ở hải ngoại, nếu mà chúng ta biết đoàn kết thì những người yêu nước sẽ được sớm ra tù trong một ngày gần đây. Phải không quý vị? Yeah! Freedom! 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 Yeah! Phải mạnh như vậy đó, phải khí thế như vậy đó. Thì chúng Hồ được biết là anh Võ Thành Nhân, anh nói là có một cậu bé, cậu xin lên hát bài Anh Là Ai. Là con đó hả? Và anh Năm Lộc muốn chia sẻ một vài lời trước khi cậu bé hát. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày lịch sử. Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cụ già 102 tuổi đang ngồi ở bên dưới này để tham dự với chúng ta ngày hôm nay.
Và trong khi đó, ở trên sân khấu, một cậu bé cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu ạ? 8 tuổi, thưa quý vị. Tại sao chúng ta đến với nhau không phân biệt tuổi tác? Tại sao đến chúng ta đến với nhau không phân biệt người ở trong nước, người ở hải ngoại? Vì chúng ta cùng một tấm lòng yêu quê hương và bảo vệ cho quê hương, có đúng không ạ? Thưa quý vị, chưa bao giờ trong lịch sử âm nhạc mà có những bài hát ở trong nước đã được người Việt ở hải ngoại đón nhận như những ca khúc của nhạc sĩ Việt Khang. Chưa bao giờ có một sáng tác nào ở trong nước mà từ một người già 102 tuổi cho đến một em bé 8 tuổi, 6 tuổi đều thuộc lòng. Bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta hãy cùng chứng kiến cái giây phút lịch sử đáng nhớ này và cùng hướng về quê hương để nghe một em bé hát nhạc phẩm Anh Là Ai. Xin hỏi anh nào?
say rất lớn. Thưa quý vị, nhìn em bé này chắc chắn cái người buồn nhất trong ngày hôm nay chính là nhạc sĩ Việt Khang, bởi vì anh đã để lại đứa con 10 tuổi vẫn còn ở trong nước. Chúng ta hãy chúc Việt Khang sớm gặp lại con. Tuy nhiên, vì yêu nước, vì tương lai của đất nước, Việt Khang đã quyết định ra đi để cùng với người Việt hải ngoại chúng ta hát lên những ca khúc yêu nước và đấu tranh cho một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Một tràng pháo tay rất lớn để yểm trợ tinh thần cho nhạc sĩ Việt Khang. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trước năm 1975 vào thời thập niên 70, mùa hè đỏ lửa, thì ai trong chúng ta cũng thuộc bài nhạc này. Không biết quý vị có thuộc không, nhưng mà Trúc Hồ còn thuộc bài nhạc này, mặc dù lúc đó Trúc Hồ cũng còn nhỏ lắm. Năm 1972 thì Trúc Hồ mới 8 tuổi thôi. Trên đầu súng quê hương tổ quốc ta vương mình, trên thế lưng cầm hờn hờn khắp chiều sóng. Còn ai thuộc không ạ? Không có nghe, còn ai thuộc không ạ? Là lớn lên. Ok, vì chúng ta cùng hát Trên đầu súng. Xin playback dùm bài Trên đầu súng. Ok, Trên đầu súng. Ban nhạc mình chơi theo mà đừng có chơi kích thôi. Nghe thôi. Trên đầu súng, vậy chúng ta cùng hát. Bye.
không có thấy, dặn đèn lên, cờ đẹp quá trời luôn. Kính thưa quý vị, để chúng ta có một nền đệ nhất đề nghị Cộng Hòa, bao nhiêu người đã nằm xuống cho tự do, những người lính đã hy sinh bảo vệ miền Nam. Hôm nay chú Hồ muốn cùng quý vị chúng ta hãy cùng nhau hát một bài để tưởng niệm đến những người đã nằm xuống. Những người này là những người hùng, chiến sĩ vô danh. Chúng ta cùng nhau đốt đèn lên, chiến sĩ vô danh Music Tây Bắc Tuy. Nếu mà quý vị có thuộc thì hát chung với quốc hồ. Chúng ta mở đèn lên, chiến sĩ vô danh. Chúng ta tưởng nhớ tới những người đã nằm xuống cho chúng ta thực ngày hôm nay. Music Tây Bắc Tuy, chiến sĩ vô danh. Chúng hồ có ngày hôm nay là về những người chiến sĩ đã hy sinh cho chúng hồ có được tự do. Món quà này sẽ đi với chú Hồ cho cuối cuộc đời mình, một đêm không thể nào quên được. Cảm ơn quý vị. Hôm nay
đứng trước hiểm họa của chúng ta, quê hương của chúng ta dần dần bị giặc phương Bắc xâm chiếm. Họ chiếm bằng một cái hình thức khoa học hơn. Họ chiến thắng mà không cần tốn một viên đạn. Đó là họ từ từ đi vào từng thành thị, từng phố phường của người Việt Nam của chúng ta đang ở. Đó là người Tàu. Hoàng Sa, Trường Sa đã mất. Và những thành phố, những thành thị khắp nơi chúng ta đi ba miền, chúng ta đã thấy nơi đâu cũng có người Tàu. Họ ngang nhiên đi vào nước ta, họ ngang nhiên sống trên đất nước của chúng ta. Và họ đã kiểm soát hầu hết nhiều hình thức khác nhau. Đây là một hiệu quả vô cùng nguy hiểm cho vận mệnh của quốc gia. Chúng ta những người Việt Nam xa quê hương, chúng ta đã một lòng mất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta vẫn là người Việt già và cùng một dòng máu. Ngày hôm nay nước Việt Nam của chúng ta không may đã được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản độc tài. Nhưng mà Đảng, chính quyền chỉ là một thời gian tạm thời thôi. Có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không còn Đảng Cộng sản độc tài. Nhưng chắc chắn là nước Việt Nam chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta hãy noi gương theo những người lính Việt Nam Cộng hòa. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thúc Hồ không phải là người lính, Thúc Hồ là người nhạc sĩ. Nhưng Thúc Hồ rất hiểu lính. Thúc Hồ luôn luôn sống theo tinh thần của người lính. Trước hết là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Xin cảm ơn những người lính đã dạy cho Thúc Hồ tinh thần sống như vậy. Ngày hôm nay chúng ta phải lên tiếng. Không phải chúng ta lên tiếng không, mà chúng ta phải hành động để bảo vệ dân sang. Một tác phẩm mà Thúc Hồ rất yêu mến, của một người nhạc sĩ mà Thúc Hồ rất yêu mến luôn, nhạc sĩ Anh Bằng. Ông là người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Thúc Hồ. Nếu không có nhạc sĩ Anh Bằng, chắc có lẽ ngày hôm nay Thúc Hồ không có nhạc sĩ với cộng đồng người Việt Việt Nam. Khi còn nhỏ, Thúc Hồ muốn trở thành một người viết nhạc phim, muốn đi Boston học nhạc. Nhưng nhờ nhạc sĩ Anh Bằng và nhà thơ Nguyễn Thất Nghi đã giữ chân Thúc Hồ ở lại để làm nhạc cho cộng đồng Việt Nam, cho nên ngày hôm nay mới có Thúc Hồ. Hôm nay quý vị cùng Thúc Hồ hát bài Phải Lên Tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Music Tây Bắc đi. Đừng im tiếng, phải lên tiếng. Music B, khi mà Thúc Hồ nói đừng im tiếng, quý vị nói gì? Đừng im tiếng! Đừng im tiếng! Nhỏ quá, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi mà sao mình hơi yếu vậy? À, hồi nãy Thúc Hồ ăn chiều lúc 6 giờ. 6 giờ tất nhiên là 3 giờ của Cali. Và bây giờ là gần 9 giờ. Là Thúc Hồ ăn được 3 tiếng rồi. Thúc Hồ vẫn còn khỏe. Quý vị cũng phải giống Thúc Hồ chứ. Thưa quý vị, khi mà đừng im tiếng. Phải lên tiếng. Đừng im tiếng. Đừng im tiếng. Rồi, mời Nam Lộc. Thưa quý vị, chúng ta ở hải ngoại, chúng ta phải lên tiếng cho những người không lên tiếng. Hội anh em dân chủ ở trong nước đã đứng lên. Chúng ta với cái tinh thần can đảm đó, chúng ta cần phải gấp bội lần và khuyến khích họ đừng im tiếng. Đừng im tiếng. Vâng, mời nhạc sĩ Chú Hồ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau hát bài Phải Lên Tiếng. Phải lên tiếng. À, ở đây có anh chị đến từ Ohio, hai vợ chồng anh chị. Nếu mà quý vị để ý, ảnh có mặc cái áo Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta. Đó, cái áo đó. Và bài này là nói về Trường Sa và Hoàng Sa. Thank you.
Đừng im tiếng. Đừng im tiếng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn các anh em dân chủ trong nước. Họ đã và đang chiến đấu âm thầm, không chấp nhận mọi sự hiểm nguy để lên tiếng đấu tranh cho một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và nhân quyền. Kính thưa quý vị, cậu bé Thiên An này không ngờ cũng thuộc luôn bài phải lên tiếng. Không phải anh là ai không mà phải lên tiếng cũng thuộc luôn. Và cậu Trúc Hồ hỏi con tên gì? Dạ con tên là Thiên An. Con có thuộc bài Chiều Con Tim không? Dạ thuộc. Kính thưa quý vị, hôm nay Trúc Hồ muốn hát lại bài Chiều Con Tim cùng với quý vị. Bài nhạc cách đây 5 năm về trước Trúc Hồ sáng tác cho phong trào Chiều Con Tim Một Tiếng Nói, để mà đi kêu gọi trên khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ qua tới Anh cho tới Pháp, đi tới từng bộ ngoại giao để mà gây tiếng vang về những người tù lương tâm, Việt Khang, Liễu Cầy và nhiều người tù khác, Trần Vũ Anh Bình. Ngày hôm nay với cậu Thiên Ân, Trúc Hồ và Mai Thanh Sơn, Việt Khang, Thiên Kim, Anh Nam Lộc, Diệu Quyên và Thiên Anh xin hát bài Chiều Con Tim. Và quý vị nhớ đoạn giữa. Đoạn giữa chúng ta cùng nhau hát với Trúc Hồ, Hãy Biết Yêu Cũng Bên Bên Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cho chút xíu đèn. Nhìn về quê hương, đất nước tôi, sau bốn ngàn năm, hai năm nay, đây thuộc hoàn trước xa, đây không còn, đẹp đẹp. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước ta, sao lắm điều người yêu đương trong chốn lao buồn, mẹ thương con thiếu trái thân mình là Việt Nam. Quê hương đất nước.
vào Trường Sa một ngàn năm dòng phương ta quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cho con dòng tên, đừng thờ ơ, come on DC, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông Lê Thôn. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cho con dòng tên, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông. Thấy thường quá, vui mừng quá. À, mà chắc có lẽ ban tổ chức bây giờ chương trình mình hết chưa ban tổ chức? Chưa. Chưa muốn về hả? Chưa. Ok. Chưa muốn về thì chơi luôn. Chúng ta cùng nhau hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Được không? Được. Cùng phải ca lớn rồi nha. Ok, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, music please. Giơ cao ngọn cờ Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một bài nhạc mà Trúc Hồ rất là thích. Có thể nói là thích cái nỗi mà mình ước gì mình là người tác giả ca khúc này. À, đó là một bài nhạc mà Trúc Hồ nghĩ đó nói lên được cái tính nhân bản của người Việt Nam của chúng ta. Hôm nay để chia tay có một kỷ niệm đẹp với tất cả quý vị, chúng ta chịu có thêm một tiếng nói. Trúc Hồ muốn ban nhạc chơi đồng đô bài nhạc mà hầu như tất cả mọi người chúng ta ai cũng buồn. Việt Nam, Việt Nam xin. Và nhạc sĩ Trúc Hồ cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là các anh em của Hội Dân Chủ ở trong nước cũng như ở ngoài nước hiện nay, rất là hân hạnh được gặp gỡ, tiếp xúc và cùng hát với quý vị trong đêm kỷ niệm 24 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam. Xin quý vị cùng chúng tôi một tràng pháo tay rất lớn để cảm ơn cộng đồng người Việt tại Washington DC. Cảm ơn đài truyền hình SPTM DC. Cảm ơn hội anh em dân chủ người Việt của chúng ta. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Một tràng pháo tay rất lớn cho tất cả chúng ta. Một đêm đầy kỷ niệm và sẽ nhớ mãi trong đời. Hát dưới mưa để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Kính chào toàn thể quý vị và xin nhường máy lại cho nhạc sĩ Trúc Hồ. Và biết là một số người hồi nãy có gặp Trúc Hồ hỏi là muốn chụp hình với Việt Khang thì như thế nào. Thì kính thưa quý vị, ở bên liều bên trái của bên sân khấu, Việt Khang sẽ có mặt ở đó. Tất cả các bác, các cô, các anh, các chị nào muốn chụp hình kỷ niệm với Việt Khang thì cứ đi ra đằng sau sân khấu để mà chụp hình với Việt Khang. Xin cảm ơn quý vị. Việt Khang em xuống chụp hình với các bác. Ok, mời MC Jesse trở lại. Võ Thành Nhân yêu cầu và Việt Khang em xuống trên sân khấu đi chụp hình với khán giả. Xin mời Destiny trở lại sân khấu. Ok, bây giờ tất cả khán giả nào muốn chụp hình với Việt Khang, Việt Khang em xuống dưới chụp hình với khán giả kìa.
Disney thay mặt tất cả các anh chị em trong ban tổ chức cảm ơn quý vị đồng hương đã tới tham dự buổi văn nghệ hát cho nhạc quyền Việt Nam hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã làm công tác an ninh tới hôm nay. Cảm ơn hậu duệ của BBC. Disney cảm ơn tất cả các anh chị em truyền thông đã có mặt tại đây hôm nay. Và các anh em ca sĩ, chúng ta sẽ đến tiệm Eden Kitchen để gặp bác sĩ Quân. Doanh còn hôm nay đi rồi. Ai? Doanh á. Doanh nó về rồi. Hả? Nó về rồi. Nó chết rồi. Cái gì? Nó chở tôi đi, bây giờ nó về, nó bỏ tôi đây. Không biết nó về rồi hả? Hỏi, nó hỏi nó đi đâu rồi, không biết tôi biết nó hỏi nó coi. Chú, nó qua sông Tồn của Doanh không? Nói chuyện với nó đây, ta thử em. Gặp nó không? Đi với nó. Đưa cái dù của nó này, đưa cái dù của nó. Cái dù này của nó này.